Hello everyone, welcome to my channel. Ok, chào các bạn nha. Sáng nay Hiếu sẽ làm bữa cơm gia đình với món thịt ướp muối ớt và mỡ heo chiên giòn. Đó, thấy không? Hai cục thịt của Hiếu rất là ngon ha. Còn đây là cái món cá chiên, Hiếu cũng ướp muối ớt luôn, chiên giòn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hiếu làm video ngắn chia sẻ bữa cơm gia đình gửi đến quý vị xem thôi. Ok luôn, cảm ơn rất là nhiều luôn đã bỏ thời gian và ủng hộ Hiếu nha. Cảm ơn rất là cảm ơn luôn. Thank you. Ok, Hiếu mới vừa bỏ cá vô chiên nè các bạn. Ok, lúc ốp thì quên quay, bây giờ chợt nhớ lời quay, bạn thông cảm nha. Ok, bây giờ các bạn chờ đợi cá chín với Hiếu nha. Ok luôn, cá chín trước thì Hiếu sẽ chiên thịt sau. Thịt này ốp với mấy ớt nè các bạn, nếu các bạn muốn giòn á, các bạn tha chanh nữa. Mình cho miếng nước chanh chua chua lên cái miếng da nè, để cho gáo cho nó thấm vô. Ok, mình đem đi chiên, da rất là giòn nha cả nhà. Ok, mời các bạn chờ đợi. Go. Quá thơm các bạn ơi. Ok, các bạn muốn chiên cho cá giòn á, mình để cho một mặt nó chín trước rồi mình hết chở nha các bạn. Mình chiên dầu sẽ không ngon đâu. Nếu sử dụng mỡ heo nha, mỡ heo mình thắng ra, mình chiên cá rất là thơm luôn. Đây nè, cái chén mỡ heo Hiếu thắng ra nè, thắng ra mình lấy tóp mỡ, còn mỡ mình để dành kho cá nha, kho cá nè, chiên cá các kiểu nè, rất là ngon luôn. Nó mỡ heo nha, ok luôn. Wow, thơm quá các bạn ơi, quá thơm. Ok luôn, let's go, bây giờ đi uống cà phê chờ đợi nha các bạn. Let's go. Ok cả nhà ơi, cá chín rồi nha, Hiếu cho ra dĩa nha. Wow, quá ngon, quá hấp dẫn luôn. Cho ra dĩa đây, hấp dẫn luôn cả nhà, quá ngon luôn ha. Đó, sáng nay Hiếu chia sẻ bữa cơm đơn giản nha, hai món cá chiên và thịt chiên luôn. Ok, mời cả nhà cùng theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là like ủng hộ cho Hiếu nha cả nhà. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bây giờ Hiếu sẽ đi chiên thịt đây. Đây nè, thịt Hiếu muối sẵn rồi, cũng ướp với muối ớt nha, tha chanh lên da cho nó giòn. Ok, ướp muối ớt, nhiều gia vị mình gồm có ớt nè, bột ngọt, chút xíu đường, ớt mà ớt hột nha, muối ớt hột nha các bạn, giả ra nha, rất là ngon luôn. Cho một miếng dầu ăn vô cho nó thơm. Ok, wow, quá ngon. Thôi bây giờ đi chiên thịt. Ok, let's go, go. Ok các bạn, chảo này nó đã nóng và sôi nha, Hiếu cho mỡ heo vô nha. Ok luôn, Hiếu chiên bằng mỡ heo, sáng nay chiên mỡ heo. Bỏ vô nè. Đó. Nói chung là các loại món nướng, món chiên mình ướp với muối ớt là rất là ngon nha các bạn. Đó. Ok, đơn giản vậy thôi, bữa cơm gia đình chỉ thế thôi, ai cũng có thể làm được. Rồi, Hiếu sẽ để đây trong vòng nửa tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ có món thịt chiên ngon lành luôn. Còn bây giờ mời các bạn theo chân Hiếu đi uống cà phê. Let's go, go. Ok các bạn, sau nửa tiếng chiến đấu, vừa chiên thịt vừa chiên cá luôn, sản phẩm của Hiếu đã ra lò rồi. Ok, bữa ăn gia đình của Hiếu chia sẻ đến các bạn đến đây xin kết thúc nha. Đây là hai miếng thịt chiên giòn luôn nha, rất là ngon, màu rất là đẹp luôn. Ok, còn đây là cá bạc má, hai thứ đều ốp muối ớt chiên nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ thời gian và quan tâm theo dõi video của Hiếu. Không quên chúc quý vị có một ngày mới an lành, hạnh phúc và có bữa cơm ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều nha, thank you so much luôn. Ok, now let's go. Bye bye.